cho tôi mấy cái bánh bông lan đi cô. Anh muốn mua mấy cái gì anh? À, thì mấy cái cũng được. Dạ, anh biết không, bánh bông lan này á, nó mỗi vừa thổi vừa ăn á. Để em gói cho anh nha. Dạ, cảm ơn cô hai. Nè anh, ngon lắm đó. Bông lan cánh trắng như vàng, quá thương cô nàng bán bánh bông lan. Xe đò lúng tỉnh mà thênh thang, quen ơi nhớ miên xuống đây tìm duyên. Quen ơi nhớ miên xuống đây. Cái bông lan nhụy vàng cánh trắng, còn cái bánh bông lan nhụy vàng mà cánh cũng vàng luôn. Vậy mà hễ vắng xa trong dạ thấy buồn, chắc là mai mốt tôi về tôi ở luôn dưới này. Ủa, ủa? Sao cô hai nín tin không nói một lời? Ông bà ta có bảo hễ có ăn thì có nói, sao cô hai hà tiện với tôi từng lời từng chữ vậy cô hai? Dạ đúng đó anh bà, hễ có ăn thì có nói, nhưng mà từ sáng tới giờ tôi bán chứ tôi không có ăn. Ủa, nói vậy từ sáng tới giờ tôi ních gần cả chục cái bánh bông lan rồi hả? Thôi cái điệu này chắc là tôi phải ở đây nói hoài cho tới tôi. Không có dám hối. Phải rồi, cô hối làm sao cho đành đoạn hả cô hai? Cũng vì mấy cái bánh bông lan mà từ ở dưới quê tôi lặng lội xuống dưới này. Ủa, không lẽ trên anh không có? Ờ, chắc tại người ta đánh bột khéo tay nên tôi mới nhớ hoài. Dạ cảm ơn ba nha. Để em về nói lại, ba má ở nhà xay bột đổ khuôn á. Vậy chắc là nhờ tay nướng khéo. Mèn ơi, mấy đứa em của tôi ở nhà mà nghe được, chắc tụi nó mừng hết lớn luôn đó anh ba. Ủa, nói vậy cũng không phải hả? Mà nè cô hai à, cô ác làm chi? Không lẽ tôi nói tôi xuống đây là tại vì tôi nhớ. Nhớ ai vậy anh ba? Nhớ bánh bông lan. Bông lan mà ấp miệng kề, thương em bởi câu hò lẫn tiếng hát đưa duyên. Xe đò lúc tỉnh mà thân thang, quen hơi bèn tiếng quá gian tìm duyên. Quen hơi bèn tiếng quá gian tìm duyên. Anh ơi, chắc tại cái bụng của tôi thiệt thà nên nghĩ làm sao thì nói ra làm dây. Nếu thật tình anh ba xuống đây chỉ vì mấy cái bánh bông lan á,
thì để tôi gói cho anh ba vài chục cái để anh đem về xứ để anh dùng. Có được mấy bữa đâu mà cô phải bận lòng, làm sao cho anh vừa lòng vừa dạ. Không lẽ tôi cho anh mượn khuôn mượn lò để anh về nướng bánh anh ăn. Cảm ơn cô hai, nhưng nghề làm bánh này đâu phải ai làm cũng được, phải học hỏi cho đàng hoàng và phải khéo tay nữa. Vậy anh ba về rồi đưa chị ba xuống, ba má của tôi không có xấu bụng. Dạ, dạ tôi cảm ơn cô hai, nhưng ngặt nỗi là tôi chưa có vợ. Ủa, nói vậy anh ba chưa có vợ hả anh ba? Dạ, từng tuổi này mà tôi ở vậy có mình ơn à. À, chắc tại anh ba cũng lọc lừa kém chọn nè, nên chưa có cô nào vừa mắt hết phải không? Thì cũng có lọc lừa hay kén chọn gì đâu, chỉ tại mùi vị của mấy cái bánh bông lan mà làm cho cả đời tôi không có quên được. Hay là để tôi làm mai cho anh cô bạn, mà cô hai nè, sao tôi nói cái gì cô cũng bàn ra hết vậy? Thôi thì nói gần nói xa không qua nói thiệt, tôi xuống đây là tại vì tôi nhớ ai vậy anh ba? Nhớ cô hai.